Xin chào mọi người, mọi người hay hỏi em là chữa đốm lá cho cây lan đai châu Thì hôm nay em giải đáp cho mọi người như thế này Đốm lá trên cây lan đai châu nhé Nó có thể do côn trùng đốt này, do lấm này, do vi khuẩn này, do tác động của con người này Hoặc là do thiếu dinh dưỡng này Nó có rất nhiều kiểu đốm lá, mọi người hỏi chung chung như thế Em không dám tư vấn cho mọi người là chữa kiểu gì Mọi người phải xác định, một là do côn trùng đốt thì nó cái vết đốt đấy nó sẽ loang ra Đầu tiên nó bị vàng một ít thôi xong nó loang ra nó thối cái lá đấy Còn do lấm ấy có khả năng nó bị chấm 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 nhỏ nhưng mà nó lại không loang nhưng mà nó lây sang những cây khác lây sang những lá khác còn do vi khuẩn đấy thường thường nó bị ở gốc này bị từ cái cổ lá này là do vi khuẩn nó cứ vàng xong rồi nó bắt đầu thối đấy dần dần vi khuẩn nó vi khuẩn nó nhiều quá nó sinh ra lấm bệnh thối hoặc do con người tác động là mình không may va chạm vào nó chảy sữa một tí thôi xong rồi tưới nước vào thế là nó nhiễm khuẩn là cũng thối đấy nên là nó có rất nhiều kiểu bị bệnh đốm lá Mọi người phải xác định được là nó bị đốm Tại làm sao Thì mọi người mới chữa đúng cách thì mới khỏi được Chứ mọi người cứ chữa chung chung là đốm lá Bây giờ bị côn trùng đốt mà mọi người đi mua thuốc lấm với thuốc khuẩn về nhá Cái vết đấy nó vẫn cứ loang ra vẫn cứ làm thối Không khỏi được Bị côn trùng đốt nhất là con ruồi vàng Chỉ có khoét cái vết nó đốt đi Xong bôi sát khuẩn Một là bôi nhựa nha đam Hai là bôi vôi Ba là mua thuốc sát khuẩn bôi vào Thì nó khỏi Chứ còn mọi người mà chữa theo cái kiểu mà cứ lên mạng hỏi xong họ bảo mua thuốc này thuốc kia không khỏi được không đúng bệnh không khỏi được đấy là những ông bán hàng không có tâm cứ bán thôi chứ còn không biết là người ta bị làm sao cứ bán cứ mong sao bán được hàng em không bao giờ làm gì mua cái gì phải đúng về mình sử dụng đúng thì nó với cái hiệu quả còn nó bị côn trùng đốt mà ông cứ bán thuốc lấm cho người ta về ông phun Mai rồi vàng nó vẫn cứ bu về nó đốt nên là em hướng dẫn mọi người là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh phòng làm sao mình phải xịt thuốc để đuổi hết cái con côn trùng nó không vào vườn mình nó chích nó hút nữa em mọi người nhìn đai trâu của em có bị đâu mọi người cứ hỏi là em không có cái cây nào bị đốm lá để để mà đưa lên cho mọi người xem làm mẫu cả luôn phòng bệnh côn trùng không bao giờ đốt vào đây trừ khi con người tác động vào bị xước thôi phải đuổi hết bọn côn trùng đi mọi người phải nhớ một cái không thể nào thiếu được là phòng bệnh hơn chữa bệnh nó đã bị bệnh rồi chữa thì cái cây nan đấy nó cũng rất gì là xấu nên là mọi người lưu ý cái đấy Còn mọi người muốn chữa ấy, Mọi người mà không biết thì cứ nhắn tin cho em Em tư vấn cho Xong rồi hoặc là mọi người cầm chụp hình vào Cầm ra cái tiệm thuốc bảo vệ thực vật đấy Họ nhìn quen rồi họ biết Là nó bị làm sao họ bán thuốc cho khỏi Chứ nên mạng hỏi mấy ông Mấy ông thì có nhiều ông thì biết đấy Nhưng mà ông chỉ mong bán được hàng Nên là ông cứ bảo mua cái này cái kia thôi Về chữa khỏi hay không kệ Mọi người đã bao giờ chữa không khỏi mà mang thuốc ra bắt đền chưa? Bắt đền bắt đền được người bán trên mạng chưa? chưa có không có và cũng không ai làm thế đấy nên là em khuyên mọi người hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh em có video phòng bệnh trước ở đây nên là mọi người tìm hiểu xem rồi xin chào và hẹn gặp lại có gì em sẽ giải đáp sau